Điều của chúng ta là số đồng phân đơn chức mệt hở của C3H6O tác dụng với hydro xúc tác niken nung nóng tạo ra một sản phẩm là tạo ra cùng một sản phẩm. Đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái thằng C3H6O này có K bằng bao nhiêu. Thì đây mình nhìn thấy là H cấp độ số C thì K đây chắc chắn là bằng 1. Là đơn chức mệt hở đúng không? Đơn chức bây giờ chúng ta khảo sát trường hợp đầu tiên, trường hợp 1 nó là aldehyde. Cái đó chúng ta điền đầy đủ vô thì đây là H3 này, đây là H2 này. Cái đó cộng hydro thì nó sẽ tạo thành CH3, CH2, CHO, CH2OH. Trường hợp 2 của mình là ceton. CH3, CO ở giữa, CH3 cộng hydro. Bản chất của ceton khi tác dụng với hydro xúc tác niken nhiệt độ đun nóng thì nó sẽ tạo thành anion bậc 2. H vào đây, H vào đây. Cái đó ở đây nó là CH, dưới này là OH. Được chưa em nhỉ? Trường hợp 3 của chúng ta khảo sát nó là ancol. Chúng ta hiểu như thế này. Điều kiện để tồn tại ancol là chỗ này phải là CH2. Điền cái đầu điền ở đây. Cái đó vẫn thỏa mãn K bằng 1. Điền này đổ vô là 2, 1. Cái đó nó tạo thành CH3, CH2, CH2, OH. Và chúng ta lưu ý cho thầy, chúng ta còn trường hợp thứ tư nữa. Đó là ceton. Các em, ceton. Xin lỗi, trường hợp thứ tư là ete. Được chưa em nhỉ? Ở đây cho cùng một sản phẩm, mấu chốt ở đây là cùng một sản phẩm. Cùng một sản phẩm thì trường hợp 1 và trường hợp số 3 chúng ta cùng sản phẩm đều là ancol bậc 1, được chưa em nhỉ? Câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Nếu câu hỏi này người ta đi biến thành một câu hỏi khác, đó là số đồng phân đơn chức mệt hở C3H6O tác dụng với hydro là bao nhiêu đồng phân? Thì ở đây chúng ta chọn là 4. Được chưa nè? Nếu mà người ta bỏ cái từ tạo cùng một sản phẩm đi thì chúng ta sẽ chọn là 4. Còn khi có tạo cùng một sản phẩm thì chỉ có 2 thôi. Trong đó nó là anhydride với là ancol không no, chứ một liên kết đôi CC. Thế thôi.